Kính thưa các cấp thị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo nam nữ, thưa quý vị, lời nói đầu tiên của tôi, trước hết là tôi xin cảm ơn ban tổ chức hôm nay dành nhiều sự quán đối với tôi để kể lại câu chuyện mà tôi được Đức Thầy dẫn đi non. Tôi cảm nghĩ rằng sám giảng thì dần giáo lý của Đức Thầy là một kho tàng Phật pháp vô thượng. Quý vị anh em đồng đạo, nếu tin rằng Đức Thầy là đấng cứu thế, chúng ta cố gắng ăn ở theo đạo Phật thì con đường cứu cánh đó chúng ta sẽ ắt hẳn về cõi Phật. Nhưng vì sự xa vắng của Đức Thầy mà quý vị anh em đồng đạo ngày trong đêm đợi mà phải nóng lòng tìm lại những người trước kia được gần gũi với Đức Thầy để kể những câu chuyện huyền diệu mà kể được trực tiếp nghe thấy. Dầu sao trên câu chuyện ấy có thể sưởi ấm lại lòng yêu Thầy mến đạo và làm cho tăng trưởng lòng tin tánh vô thượng bồ đề của toàn thể chư quý vị. Tôi nhận thấy với tấm lòng nhiệt thành ấy, tôi rất mũi lòng vì anh em đã yêu Thầy mến đạo, nên tôi vì cái chỗ anh em nói đó mới đến hôm nay trước để gặp anh em, cũng là một cơ duyên Phật pháp mà xô đẩy tôi đến đây. Đó là lần thứ nhất để lên đây nói chuyện cùng quý vị anh em. Vậy đứng trước cảnh uy nghi và chân dung của Đức Thầy, tôi thành thật để kể lại những câu chuyện mắt thấy tai nghe. Không phải đây là một chuyện quyền thoại hay là bịa đặt để mà gửi lên xây dựng cái uy tín cho tôi, bởi vì tất cả anh em đã có tấm lòng nhiệt thành y Thầy mới đạo thì cũng như tôi, những kẻ trước kia được cái sự may mắn đó. Kính thưa quý vị, đến đây tôi sẽ bắt đầu nhắc đến câu chuyện mà tôi đi non với Đức Thầy. Kính thưa quý vị, mùa thu năm Kỷ Mão, Đức Thầy dẫn Đức Ông đi núi Tà Lan. Sau khi Đức Ông đi về, Đức Ông mới kể lại những chuyện quyền diệu linh thiêng. Thế anh em nào cũng mong mỏi sao cho Đức Thầy để được dẫn một lần đi non để viếng non tiên cảnh Phật ấy. Thì Đức Thầy, ai đến xin Đức Thầy cũng đồng ý cho đi hết. Riêng tôi á, tôi cảm nghĩ rằng đối với những anh em ấy mà được Đức Thầy cho phép đi thì tôi cũng có thể đi được. Đến ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão, tôi lên tại nhà Đức Ông, trước hết là để đánh lễ Phật, sau trong đêm đó để nghe Thầy thuyết pháp. Đến tối đêm ấy á, Đức Thầy bảo tôi với ông Quản Diệp á, thì hãy nhắc ghế ra ngoài sân để ngồi nói chuyện. Thì tôi nhắc ghế cho Đức Thầy ngồi. Rồi tôi với ông Quản Diệp á, ngồi trên nấc thang trước nhà Đức Ông đó. Thì nói qua những câu chuyện Đức Thầy á,
giảng giải giáo pháp cho chúng tôi nghe. Và Đức Thầy chỉ một cái điềm trời cho tôi biết. Mà hôm nay á, tôi cũng thành thật với quý vị, cái điềm đó, trời đó bây giờ không còn nữa. Và có thể tôi nói cho anh em á, biết rằng á, Đức Thầy đã gây cái lòng tự tín. Dù trước tôi cũng hoang mang thật kỳ pháp thuộc á, khó khăn lắm. Nên Đức Thầy á, có nói với tôi á, chừng nào cái hào quang ở trên cung trăng đó mà nó hết chiếu sáng xuống mặt đất, cái đạo Phật giáo hòa hảo của mình mới tiêu tan. Chứ đừng có sợ, anh em đừng có sợ rằng á, ai dùng cái áp lực gì mà làm cho cái đạo này tiêu. Vì lẽ đó, còn cái điềm trời đó, thì hồi trong cái giai đoạn Đức Thầy ra thì có, mà tới giờ thì không có nữa. Thì trong lúc đó Đức Thầy mà hỏi vậy chứ, mày muốn đi núi hay không? Tôi nghe Đức Thầy nói như vậy thế, tôi mừng quá, tôi nói bà Thầy, nếu Thầy cho đi á, thì tôi sẽ sửa soạn đi. Thầy bước về thôi, sửa soạn hành lý đi, ngày mùng 6 tháng Giêng á, là đi. Đến ngày mùng 6 tháng Giêng á, thì Đức Thầy, Dương Quang Việt, Dương Sa Hinh bây giờ làm hội trưởng đó, có không? Mới chở lên chỗ đọc, không có xe về Nam Giang. Thành ra Thầy à, phải đi vô Tịnh Biên. Vô đến Tịnh Biên đó, tôi nhớ lại tôi có một người cô mua bán đồ cũ tại chợ Tịnh Biên. Thì tôi mới bạch với Đức Thầy, thôi giờ tôi với Đức Thầy vô đó để nghỉ ngơi. Rồi vô đó thì người cô tôi mới giới thiệu Đức Thầy đi núi Tà Lân với tôi. Thì cô tôi và dưỡng tôi hết sức niềm nở và tất để đón rước Đức Thầy, bởi vì người ta lo làm ăn, mà hôm nay Đức Thầy đến nhà là một cái điều hạnh phúc vô cùng ở trong gia đình đó. Thì trong lúc đó họ mới rỉ tay ở nhà sao không biết. Đức Thầy với tôi ở nhà đó một lát thì có chừng đôi ba chục người anh em đến nghe Đức Thầy thuyết pháp, nói chuyện về luận giải về đạo lý. Thì trong khi đó anh em á, cái số mà xin quy với Thầy á, năm Kỷ Mão tôi, anh em mới xin quy với Đức Thầy. Tôi phải viết một loạt bài gần 20 bài nguyện để cho Đức Thầy phát cho anh em đó. Và trong lúc đó Đức Thầy mới khuyên anh em hãy về đi, bởi vì chính quyền á, nhưng không mình đến đây như vậy thì người ta dòm ngó nó khó khăn lắm. Anh em mới từ giả về. Đến chiều tôi với Đức Thầy dùng cơm rồi thì Đức Thầy mới dẫn tôi mới trở ngược lại cái đường về Châu Đốc đó. Tôi với Đức Thầy mới quá bộ đi trên con đường đó, đi đến cái cầu sắt thì ngừng lại đó nghỉ. Chân Đức Thầy thì ngó vừa núi cấm, mà trời lúc đó cũng hơi sẫm tối rồi. Một hồi là Đức Thầy mới lấy ra cho tôi 8 đồng xu. Mà trong lúc đó tôi cũng không biết Đức Thầy cho, là tôi để trong túi vậy thôi. Đến chừng về đến nhà của dượng ba tôi đó, ở tại Tịnh Biên đó, thì cũng có số anh em cũng đông đó, đến đó nữa. Thì đến đó Thầy phải nói chuyện với anh em đến 12 giờ khuya. Thì bắt đầu đó giải tán anh em về hết. Sáng ra thì ông chủ nhà đến, ông mới báo tin cho Đức Thầy rằng xe Nam Giang, xe Châu Đốc đã vô, sẽ sẵn lần đi Nam Giang. Thì tôi Đức Thầy mới từ giả ông chủ nhà để ra lên xe. Thì tôi Đức Thầy đó, đã qua bến Bắc Tịnh Biên rồi, thì phải ngừng ở đó, vì ở tại đó nó có cái trạm gác để xét giấy thông hành. Qua cái trạm gác đó rồi đó, thì xe nó chạy qua Sóc Mẹt, đến dùng cách là ở 11, 12 giờ trưa xe ngừng đó nghỉ nửa giờ đồng hồ. Tôi với Đức Thầy mới dùng cơm rồi tôi ra ngoài sau tôi ngồi. Đức Thầy với tôi lấy 3 cuốn giảng đưa cho Đức Thầy. Rồi Đức Thầy đi đâu tôi không biết, một hồi đổ chừng 5-6 phút đồng hồ Đức Thầy trở lại. Tôi mới bạch Đức Thầy đi đâu vậy, Thầy nói cho giảng người quen ở trong này. Thì ra đó một lát xe chạy, chạy cho đến 3 giờ mới đến Cần Giọt. Khi đến Cần Giọt á, thì đã 3 giờ chiều rồi. Thì trong lúc đó tôi Đức Thầy mới xuống tại đó để dùng cơm. Dùng cơm thì tôi theo cái mình suy nghĩ thì mình đến đây thì mình phải cần mướn phòng ngủ đồ ngủ. Đức Thầy nói thôi không ngủ gì đi, tôi với Đức Thầy mới đi chơi vòng quanh trong cái chợ Cần Giọt một hồi. Tôi hỏi xin mua bánh mì rồi Thầy cũng không cho nó. Thầy nói thôi bây giờ
không có bốn phòng ngủ gì hết, để đi kiếm người quen. Thì đi qua cái cầu Cần Giọt đó, cái cầu đó độ chừng 50 thước, mới đi qua đó mới bắt đầu đi theo cái nguồn suối Cam chảy xuống đó, đi theo tay mặt. Thì qua đó, hai ba cái cầu và khỏi đôi, hai ba cái lò gạch gì đó. Thì Đức Đầy đi vào cái nhà lá đó, cách theo kiểu nhà xưa Việt Nam đó, là bằng tranh. Đức Thầy vô đó, nhà với tôi, thì có một ông cụ già đó, độ trên 70 tuổi. Đức Thầy mới xin cho nghỉ nhờ một đêm, thì ông lão là cũng vui vẻ để cho nghỉ nhờ. Thì trong lúc đó, tôi mới để đồ đạc đó, thì tôi mới đi vòng quanh tôi chơi tôi mát, vì mình đi mệt quá rồi. Thì lần lần trước đó tôi mới vô có cái am. Tôi không biết tôi có nhà gì vô đó, sao tôi thấy trong cái am đó thờ thằng đỏ không. Mà thờ cái am đó, cái bàn chánh đó cũng thờ thằng đỏ, mà bàn hậu tổ cũng thằng đỏ, thằng đỏ, hai bên có thằng đỏ. Tôi nói, ủa, ông này ông theo đạo nào mà ông thờ thằng đỏ không? Tôi mới suy nghĩ, tôi nói có lẽ ông này chắc là đệ tử Phật thầy lắm. Đến tối lại, khi cúng lại, ông đó cúng lại, tôi cũng bạch với Đức Thầy, thì nói thôi giờ để cho phép con lên cúng với ông. Cúng rồi xuống, trở xuống, thì ở xung quanh đó cũng có 5-7 người Việt, mới lại nhà ông đó chơi, đó là con cháu gì của ông đó. Thì ngồi qua luận đàm đạo lý hồi, Đức Thầy nói tôi có viết cái cuốn giảng để đọc ông nghe. Ông lão đó và tất cả anh em cũng mừng nói là thôi ông đọc cho chúng tôi nghe. Thì Đức Thầy mới đọc cái cuốn thứ ba. Khi Đức Thầy đọc cuốn thứ ba đó, đọc vừa giảng lý, thì tất cả anh em đều và ông lão đó ngồi nghe. Sau khi nốt rồi hết á, Đức Thầy mới hỏi ông lão đó, sao ông nghe sám giảng của tôi đây mà ông có cái cảm tưởng gì hay không? Ông đó mới nói, tại sao mà khúc đầu ông đọc giảng đó là ông lấy của Đức Thầy, của Thầy tôi không à? Rồi sau khúc sau là ông viết khác đi. Đức Thầy mới nói, bởi vì khi còn ở trên non núi á, thì cái thời kỳ đó phải viết như vậy. Ngày nay cái trình độ của chúng sanh đã tiến bộ, thì tôi phải canh cãi lại cho nó hợp với cái trình độ đó. Tôi xin nhắc lại một cái đoạn này, đây cũng ngoài cái việc đó, để luận thêm, giảng luận thêm cho nó rõ cái nghĩa chút. Quý vị nhận thấy khi mà Đức Thầy vào một cái nhà, mà cái nhà đó chính là cái nhà cũng thờ Trần Điêu, mà Đức Thầy đã trở về thăm, tất nhiên là những người đó là những người đệ tử trước của Phật. Mà chính ông á, ngồi luận đạo lý một hồi, ông mới thành thật, ông thú nhận ông á là đệ tử của ông Cử. Mà đọc cuốn giảng ông Cử, thì bà con thấy rằng thầy đi tìm trò, mà trò đâu có biết đó là Đức Thầy tìm học trò cũ đó. Mà nếu hỏi ra thì Đức Thầy đâu có nói. Thì trong lúc đó Đức Thầy mới giảng luận, rằng ngồi nói hồi ổng cũng thông cảm lắm. Ổng mới kể lại cái chuyện gia đình của ổng. Hồi trước ổng có một người anh phát tâm bồ đề tu hành, mới lên non miền bảy núi đó tu một thời gian. Lâu lắm bỏ cha bỏ mẹ đi, thì người nhà tưởng rằng anh ổng là người thứ hai đã chết rồi. Trên 20 năm trường mà không có nghe tin tức gì hết. Sau ổng mới, cha mẹ ổng qua đời rồi, ổng ở với Mỹ Tho. Trong lúc đó có người về ghé phải thăm, nói bây giờ anh không còn sống, ông muốn gặp mặt á thì tôi dẫn ông đi. Thì tôi hẹn ông một tháng ông phải sửa soạn đồ, thì trở lại tôi dẫn ông đi. Ông đó chịu. Khi ông đó dẫn lên Tài Loan á, thì gặp người anh của ông. Thì trong lúc đó anh của ổng mới kể chuyện đi tu hành này kia, vì cái tấm lòng mộ đạo mà ở bảy núi thời gian quá lâu không có được cái sự
quyền di gì mà có chư Phật để ban rải. Vì lẽ đó mà ông mới nghe núi Tà Lân là nhiều cảnh linh thiêng màu nhiệm, ông mới đi theo cái đường dân thiền đi qua bên Cần Giọt có mần mướn mần thê mới kiếm tiền bạc mua tương trao gạo đồ, ông mới lên lần theo đường suối Cam Chạy đó. Ông đi hoài ngày này tháng nọ cũng lâu lắm, ông vượt lên nó gần tới đỉnh là sao đó, rồi ông gặp một ông già thì ông xứng xách nước. Thì trong tâm hồn của ông nghĩ rằng cái người ở đây á chẳng phải là người phàm tục, có lẽ là một bậc siêu nhân mới đến ở chỗ này. Ông mới ghé vào cái am của ông, và sau khi bàn qua câu chuyện ông năn nỉ để làm đệ tử của ông mà tu hành. Ông già ông nói tôi cũng tu trì như ông vậy, tôi không có biết cái gì hết á. Ông kia mới năn nỉ mãi rồi ông nói thôi ông ấy thì cho tôi ở đây tôi tu với ông. Thì ông đó nhận lời. Thì ở đó lo trồng khoai, trồng bắp, tỉa đậu rồi với ổng một thời gian chừng một tháng. Cái đêm khuya ông mới đánh thức ông nọ dậy, ông mới kể lại những câu chuyện. Bởi vì ông đó hết sức đã tu hành rồi, ông nọ thấy được cái tấm lòng nhiệt thành của ông mới kể qua câu chuyện. Ông là ông Cử, hồi trước á mà vì lẽ khách quốc nước Việt Nam mình mất nước mà ông phải lên đây tu hành. Thì trong lúc đó ông có nhận ông là đệ tử mới truyền cái đạo cho ông đó tu. Thì sau khi hàng quen rồi á thì ông đó mới đem cái người cái ông già đó mà để ra mắt ông Cử và xin quy tu hành. Thì ông mới tu đê về dưới này, ông mới đem vợ con lên. Thì ông đó nói, ông Cử nói không được, con có vợ con gia đình á, con không có thể ở trên núi này được đâu, con phải trở thầy chỉ cho con ở dưới chỗ một chỗ con ở. Thì trong lúc đó ông về ông ở chỗ đó là ông mần khoai mần bắp này kia cũng trúng trồng lập vườn được. Đến khi đức ông Cử đi lên tiên rồi á thì heo rừng nó ra nó phá với đàn thổ phá quá đi, nên ông ở không được, ông mới dời về cái chỗ mà các nhà mà hôm nay tôi đức thầy đến đó đó. Thì bà con nhận thấy á, ngày nay chúng ta đã đi xa con đường đạo đức rồi, chúng ta thấy đức thầy tìm người đệ tử đó đâu có xê dịch lúc nào mà người đệ tử không biết. Chính đức thầy bàn luận này kia nọ hỏi vậy chứ hồi đó giờ ông hỏi tới đức thầy ông có đi non đi núi lần nào hay không Tà Lân nè, đức thầy nó không có đi lần nào hết mà đường ở trong bàn tay của tôi ông ơi. Thì ở đó tới khuya rồi đó thì giải tán, tôi đức thầy ngủ đó tới sáng sớm thức dậy thì mới từ giả gia đình. Sau khi ra khỏi cửa ông cũng đưa ra tội nghiệp ông già đó, đưa ra khỏi cửa đức thầy mới vỗ vai ông già nói ông ráng lo tu nha, sau tôi với ông còn gặp nhau gặp một cái chỗ hết sức là vui vẻ, ông sung sướng nha, ông ráng lo tu. Thì tôi với đức thầy mới quá bước mới đi theo cái đường lần lên Cam Chạy, đi đến gần cái chỗ đó nó có cái máy nước là tại sát chân suối Cam Chạy rồi. Thì đức thầy mới dẫn tôi xuống ở dưới để tắm rửa, thầy cũng bộ đồ già, tôi cũng bộ đồ già, bắt đầu đó mới đi lên non. Thì trong lúc đi đó thì trong lòng tôi khởi hứng lắm, ham hố lắm, đi lẹ làng này chứ sao đi riết mệt. Ok, gặp hai người đi trước đó, ở trước là mới ráng theo, mà tôi đi thiệt là lã mồ hôi, cái đường đi thì dốc nữa. Thì đi theo với hai ông đó mới kết đoàn với đi. Đi riết có khi tôi với đức thầy đi bỏ hai ông lại ngoài xa và lùm mở cho ngồi hồi mấy ông theo cũng kịp, mấy ông đi lai ra vậy. Bởi vì cái phương pháp người ta đi núi là người ta không phải nôn nã như mình đi lẹ làng vậy. Đi hồi cái đức thầy có khi đức thầy đố tôi vậy, cho tao đố mày hồi nữa con đường này nó quẹo về mấy nào. Tôi bảo đức thầy giờ hồi đó giờ tôi có đi lần nào đâu tôi biết, thầy nói đường này hồi nữa quẹo qua tay mặt. Thầy tôi để ý rằng cũng quẹo qua tay mặt vậy. Đi cho đến đúng ngọ thì đến tại Trung Hòa. Ở tại Trung Hòa có hai cái chùa nhỏ. Thì trong lúc đó các nhà sư đương làm lễ cúng ngọ, họ dụng chuông đánh trống rồi cũng ở trong hai cái chùa cũng đông. Còn đức thầy chúng ta đến đó đó rồi, đức thầy ngồi ở tại bàn thân thiên đó. Bàn thân thiên đó thì sắp tam cấp, ở giữa nó cao rồi hai bên nó có xuống cũng như cái nấc thang. Đức thầy ngồi cái nấc thang dưới là chống cái tay đầu gối ngó vô trong chùa.
Mà tôi dòm kỹ trong lúc đó gương mặt Đức Thầy hồng hồng á, thì trong lúc đó khi ở trong chùa công phu bái sám rồi, đúng ngọ trưa rồi, thì có một, mấy ông ở chùa ra mới xá tôi với Đức Thầy, mời vô trong chùa. Thầy nói thôi ngồi đây được rồi. Rồi mấy ông hỏi về quý ông đi non, mà quý vị ở đó thì có đi lần nào chưa? Đức Thầy nói chưa có đi lần nào hết. Mà đây là quê xưa cảnh cũ của tôi mà, tôi dẫn đệ tử tôi đi dưới non núi à. Và Đức Thầy để tôi lấy ba cuốn giảng, cuốn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho đem vô cho mấy ông. Mấy ông mời gì Đức Thầy cũng không vô. Đồng hồi cái Đức Thầy với tôi từ giả mới đi, đi chừng trăm ngoài thước à, tội nghiệp mấy ông đó. Bởi vì cái tâm lòng tu hành ta thấy ta sợ rằng chúng mình phải đi lạc, nên sai một chú tiểu chạy theo mời, nói để riết theo, nói tôi kính mời hai ông trở lại. Thầy tôi mời mấy ông, nếu mấy ông ở đó giờ không có đi lần nào, đi trên này lãi, đi lãi được á. Chữ lãi đó bà con nhìn nhận rằng ở trên đó người ta sợ nói tiếng lạc lắm, mình chỉ nói tiếng lãi mà thôi. Thì trong lúc đó Đức Thầy nói thôi, em trở về nói lại với thầy em rằng thầy trò có qua tàu cho lạc mà bỏ xương trên này càng quý. À, rồi chú nhỏ nó mới chạy về. Thì tôi hai ông nó đi với tôi nãy với Đức Thầy đó, là đi trước đi lên trận, rồi ngồi đi theo ông kịp đi giết đi tới chỗ đó. Nó có cái ngã hai, ngã hai một đường á, là đi ở dưới sau dòng giữa núi đó, một đường đi dốc ngược. Thầy mới nói bây giờ đi cái đường này thì mau, mà đi cái dòng cái đường này nó khỏe mà đi lâu lắm thì đi dốc ngược. Bà con ấy cứ đi sốc ngược là vậy, ta nói lã mà hồi mệt hết sức rồi, đi đâu cũng lối chừng gần 2-3 giờ gì đó mới đến trên cái bằng cái chỗ bình địa là bằng. Thì tới đó đi hồi cái tới cái trạm cô nhất. Mà tôi hiểu cái trạm cô nhất đó là sau khi á có về cái này á, có ông đạo đá tôi mới hỏi những cái khúc đường sao sao mới kể tôi đó là trạm cô nhất, điện cô nhất. Vô đó cái điện đó thì nhỏ mà có một lư hương này, có ít cái ve rồi vậy chứ có lư hương rồi chứ không có ai ở đó hết. Thì lên trên đó là bình địa rồi, bắt đầu đi đi cho đến gần 4 giờ chiều thì mới trổ ra một con lộ. Ở trên cái lộ gần đó có cắm cái trại tù, trại tù để cho người thổ ở. Đi bức mây có ông trong hai người đi với tôi với Đức Thầy đã có người biết nói tiếng thổ nhiệt tình lắm. Hỏi thì những người tù đó còn 1-2 tháng nữa mãn, nên pháp nó mới đem lên để cho đó đi bức mây. Thì chúng tôi và Đức Thầy mới đi tước qua đó, khỏi bỏ cái gian cái trại nhà đó, trại thiết và nhà thiết đó, thì đi lại đó là cái suối Cao Dân, cái điện Cao Dân. Thì xuống đó mới là tắm rửa này kia nọ, thay đồ thay đạt rồi lên hương đèn mới lại. Và Đức Thầy gần tối độ 5 giờ là tôi với Đức Thầy với hai người đó mới đi. Đi một đội nữa, xa tới Cấu Hù mới lên kiếm được cái tảng đá bằng lớn rồi bằng phẳng mới leo trở ngủ. Ở trong lúc đêm đó là đêm mùng 8 rồi, nên trăng nó soi tỏ lắm. Tôi với Thầy rồi với hai ông đó nằm. Đức Thầy thì nằm im lìm không có nói gì, còn tôi thì hay nói chuyện quanh quẩn này kia, hỏi thăm lom các ổng. Thì các ổng nói rằng hai anh em tôi tu ở tại Phú Tròn. Phú Tròn là ở bên Hà Tiên đó, đã 20 năm rồi, mà sự tu hành chúng tôi cũng gắn gỗ lắm, mà sao không có thấy sự ấn chứng của Phật gì hết, mà nghe đồn ở núi Tà Lợn này linh thiêng quá đi. Nên chúng tôi cũng cầu nguyện hy sinh đời sống của chúng tôi để qua bên đây mà tìm Phật. Thì trong lúc đó là tao khiến tôi nói mấy ông đi tìm Phật vậy rồi mấy ông gặp Phật rồi mấy ông gặp mấy ông thầy rồi làm sao? Thầy là ông cọp đó chứ mình không dám kêu là ông cọp. Mấy ông nói với tôi nếu mà tôi mà gặp đó, ông thầy rồi á là tôi cũng nói với mấy ông khoan định bầu ha, cho tôi lại Phật rồi đó, muốn làm sao là làm. À, là tôi lại hỏi nữa, tôi nói nếu như mấy ông đi như vậy á, mà mấy ông đã đi đó, tuột xuống như thế rồi mấy ông không gặp Phật mà làm sao? Mấy ông nói đi xuống thế mà nếu không gặp Phật tụi tôi trở lại nữa.
Đó, quý vị thấy rằng hai ông đó hết lòng, hết sức nhiệt thành. Hỏi thăm Đức Thầy thì không nói. Đó, tôi xin nhấn lại một điều nữa. Mấy ông đã phát tâm Bồ Đề, mấy ông đi tìm Phật. Mà Phật nằm với các ông một bên đó mà mấy ông cũng không hay. Đó phải chăng là cái lòng thành của anh em nó hết sức mà hôm nay Đức Thầy là Phật. Đức Thầy Phật là nằm bên đó, nói chuyện đó là gặp Phật. Mà Đức Thầy đâu bao giờ Đức Thầy nói là việc này kia là tôi là Phật hay gì. Anh em thấy rằng đối với Đức Phật á, là chỉ mình nhận ra, mình phải tự giác, mình phải tìm hiểu là Phật. Chứ Ngài không có khoe khoang Ngài là Phật. Nên hai ông đó đành rằng gặp Phật mà không biết Phật cũng là tội nghiệp. Mới sáng ra mới đi, bắt đầu cũng còn hai người đó đi theo nó, đi riết theo con đường lộ của người Pháp, nó lên trên Tà Lơn, nó làm con đường ra bề ngang bốn thước tay đi hoài trên cái đường đó. Viết ra trong cái cuốn Giỏi Gó Theo Thầy á, tôi không có viết cái đoạn đó, cái đoạn này thế tôi nói thêm là đi hoài, đi mãi, đi sao lọt xuống tới chỗ ra ngoài cái nó thấy gần có bờ biển ở trên núi nè, mà dòm xuống thấy bờ biển á. Mấy ông kia nói ủa chẳng ơi, nếu như vậy mình đi lạc rồi, băng cái lô đường này sẽ đi lạc ở đây. Thôi mới xuống nhờ mà ngồi trên tầng đó, đó để nghỉ. Rồi anh em mới bàn luận, Đức Thầy rồi không nói gì nữa, đi muốn đi đâu đi. Ngồi nghỉ ngồi cái lấy bánh đồ ra ăn, mà mấy ông đó là có bánh mì đưa mời tôi thầy ăn, còn tôi thầy ăn bánh tráng với cơm khô, có gì đâu, thôi cũng ăn bánh mì với người ta. Ngồi gặp ông Đạo với ông Quẩy lên cái cối đá. Ông Quẩy thì ông Quẩy cái thất lớn đó ông đi, mà ông đi có bộ mạnh quá. Cái hỏi ông giờ ông về đâu không? Tôi mấy anh em hỏi nói giờ Bà Ngự. Nói ông về Bà Ngự thì đằng này ta đi theo chứ. Thì đằng này cũng mục đích đi qua Bà Ngự, ông để đi tuốt đi. Mới đi vừa lần đi hỏi thăm mà ông nói đây, lại tới đây là ruộng Năm Giây đây. Ruộng Năm Giây là có cái đường đi qua suối Bà Ngự. Thôi chừng đi qua suối Bà Ngự đó thì ổng mới từ giả nói giờ quý vị phải chăng là đi về Tứ Giao Điện, thì tôi đi về Phật Lớn thì con đường khác rồi. Và quý vị đi qua Tứ Giao Điện thì quý vị hãy nhìn ở dưới đá xa xa, nếu quý vị thấy cục đá ngón tay hay ngắn cái không có nhìn có dằn cái nhánh tòng ảnh bá, quý vị đi. Bởi vì tôi xin nói rõ là chỗ đó không có đường gì hết, đá đen như sắt cả. Nó đen mà quần vòng mà tòng bá không có cây gì lộn á, chứ nó láng trần. Rồi họ làm dấu bằng cục đá và ngón tay cắn cái, tôi đi lần sau lại tôi làm tài khôn, tôi lấy đá bắt tay bắt chân tôi bẻ những cài, tôi làm tôi lớn thường dễ nhìn. Cái đó là cái sai của mình rồi. Thì đi một hồi quần không biết ở đâu đi tầm ruồng tầm rắn riết rồi, mấy ông nói thôi bây giờ chia ra hai ông á, thì đi ngã nào thì đi tìm được là ì hú cho tôi chứ. Còn tôi đi ngay khác rằng mà tìm đường qua Tứ Giao Điện, chứ giờ biết đâu lội đá đèn như sắt thì lội hoài rồi biết đâu nói. Mà nó bằng, nó quần vòng, không biết muôn trùng giả điểm bá lớn nói tòng bá gì không biết đâu. Và Đức Thầy nói thôi đi, ngồi mấy ông đi rồi, cái Đức Thầy đứng tôi thôi mày nói với hai ông á, đi đi. Còn thầy mày đi đường khác. Tôi ra sức tôi kêu dậy rừng dậy núi hết mà không nghe mấy ông trả lời, hồi lâu không nghe đâu, im mất tiêu. Đức Thầy nói tôi thôi tao mày đi xuống dưới suối rồi nằm nghỉ. Đã xuống dưới suối thầy mới uống nước rồi lấy bánh tráng ra ăn. Đức Thầy tôi mới dòm lên gương mặt của thầy hồng hồng. Thầy nói với tôi á, thầy than thầy nói sao á, thầy có một thời gian xa vắng bổn đạo, không một ai biết Đức Thầy đâu hết. Thì trước kia tôi cũng thành thật với quý vị á, những cái lời Đức Thầy nói thêm tôi giấu. Mà ngày nay á, tôi cũng xin để nói nốt cái chỗ Đức Thầy nói chuyện với tôi cái bữa đó cho anh em nghe. Và tôi mới ngồi hồi tôi mới suy nghĩ. Tôi nói bạch Đức Thầy, nếu Thầy đi xa vắng á, rồi Đức Thầy không trở lại hay sao? Đức Thầy nói trở lại chứ. Tôi hỏi bạch Đức Thầy chừng nào trở lại. Thầy mới nói với tôi á, bây giờ nó còn lớn còn rồng, dân nó còn dày còn khác. Qua tháng 5, tháng 6 á, nước chảy xuôi có anh chiều à, dừng theo con máy à, mà nước xuôi thì tao về. Đó, cái chỗ tôi hôm nay tôi bộc lộ ra đó, là chỗ anh em thấy,
Đức Thầy chúng ta khi nào thời thế này mà yên tĩnh á, có lẽ là chúng ta sẽ gặp Đức Thầy. Thì khi nằm đó một hồi rồi Đức Thầy mới nói tôi, bây giờ tao đi đường rừng mà sợ không? Tôi nói bạch Đức Thầy, thầy đi đâu tôi cũng ham đó, thầy muốn đi đâu rồi tôi đi à. Đức Thầy cứ dần dần cái lội qua suối, lội qua suối, hồi cái bước lên cái gặp cái đường bên kia, bên này đá đen gì sắt, mà lội qua suối rồi qua bên kia rồi á, có cái đường mòn bề ngang á, tỉnh thuốc tây có lông tượng mọc lên tới lưng quần lưng quần. Thì cái đường đi đó trước mặt đó, Đức Thầy mới nói tôi, nó tao thử mày chơi vậy chứ còn đường nó đi trong bàn tay tao nè. Trong lúc đó tôi mới nghĩ tôi thương hại cho hai anh em đó. Xin lỗi bạch Đức Thầy, nếu cái đường đây mà mình đi về còn hai anh em đó đi không biết lạc ở chỗ nào đấy, rồi lạc vô chỗ này kia biết làm sao, cái đời của họ chắc không còn, của thầy nó không sao đâu. Đối với những kẻ nào có tấm lòng nhiệt thành vì đạo pháp thì chư vị thánh thần sẽ luôn luôn ủng hộ kẻ đó. Và tôi với Đức Thầy mới đi, đi trên con đường mòn đó, đi đến một hồ, đi lối đổ cũng chừng 2 giờ gì đó. Đến cái cảnh đó tôi thành thật tôi thú tỏa lại cho anh em biết. Tôi sao tôi hỏi lại là cái cảnh đó gọi là Châu Thiên. Đến cái chỗ đó đá là nó cũng gọn vừa gọn vòng cũng đen nữa, mà tầng đá thì không cao không thấp. Nó không biết muôn trùng dạng điệp nào mà nói, bà con anh chị ơi, dòm thấy bàn ghế không biết bao nhiêu. Mà trên á, mỗi một cái tảng đá với những cái hình vuông nó cao lên á, có khi á, 5 thước, 10 thước, 4 thước. Hãy nếu hình vuông ở trên đó, cái đồn giữa nó vuông, 4 cái đồn quanh nó cũng vuông. Mà nếu cái hình tròn á, ở trên á, cái bàn giữa nó cũng tròn, mà 4 cái hình xung quanh nó cũng tròn. Rồi trong lúc đó, tôi lại muốn leo lên để mà coi cho bao xa thì Đức Thầy rầy không cho. Tôi mới bạch Đức Thầy, nó chỗ này có lẽ là cái chỗ để chưa mà chưa vị mấy ông tiên đồ này kia xúm lại ăn ý ăn tiệc hội họp, người ta thì mỉm cười không nói. Rồi ở đó chơi là tôi mới bẻ cái cây ở dưới cây, nó có cây bồng nước đó, ở dưới cây chân tầm chân bá, cái bông nó đỏ mà dài như bông cà, dở cái nắp ra uống ngọt lắm. Rồi cái thầy thì thôi đi, đi cho đến gần 5 giờ tối rồi. Hồi trước 5 giờ đó, bây giờ 6 giờ nó hơi sẫm xuống rồi. Đi tới cái chỗ đó Đức Thầy mới đứng, tôi thì đi nói chuyện, Đức Thầy biết gì niệm Phật mà tôi hồi trước thành thật bà con, tôi hay nói chuyện. Để Đức Thầy phát khoát, biết thôi đừng có nói nữa, đừng nói im nữa. Có tôi nín cái đi lại đó, có leo xuống cái thang. Leo tú xuống cái thang nó độ chừng 5-6 thước, leo xuống dưới thì thấy nào là trên cái sạp bằng cao rừng đó, chén bát tương chao cơm thì hết, mà để còn lại ngã đó người ta đâu không thấy. Và trong lúc đó tôi với thầy mới ngồi đó tỏi tại chỗ đó là Tứ Giao ạ. Đến Tứ Giao đó bà con gọi, biết cái điện nó gọi là Tứ Giao là sao, nó có 4 cục đá hình nó vuông, mỗi cục đá cái nông bề sức lớn của nó mỗi một bên không dưới 15 thước, mà nó giao khích lại cái hình chữ thập kêu là Tứ Giao điện. Mà vô trong điện đó Đức Thầy để ra, tôi mới có tính tò mò, tôi chung trong hang ở trong sức ở chừng 150 người cũng được đó. Hang ngách không biết bao nhiêu đó, mà mỗi hang mỗi ngách đều đó, có bàn có ghế hết, mà roi đèn đi mà kiếm không có ai hết. Tôi mới bước ra ngoài hồi cái tôi mới trở ra, tôi là bạch thầy 2 ngày rồi đói quá, thôi để tôi nấu cơm ăn, thầy hấp cơm đồng nấu, thôi đừng có phá người ta. Thế nên thầy cơm khô đây, mình thổi lửa lại hồi cái rồi mình ăn chứ gì. Cái thầy nói thầy dạy tôi cũng cứ dẹt, lấy nồi ra bốc cơm khô, tôi nấu hồi cái chín lên cơm khô mà do đó rồi đó, sẵn đọt lan rồi hỏi tổng quanh đó, rồi mới lót ăn, ăn với tương chao còn lại đó. Chà không nổi rồi, bây giờ ăn rồi sao đây. Rồi, con lưng tôi chạy lòn đốt đèn vô trong hang kia cũng không có, mà ở ngoài cũng không có nữa, mà tối đen nhiều, mà tôi nói giờ đối thế thôi, giờ mới leo nóc, leo lên cái gặp Đức Thầy đỡ trở lên hương đèn,
Rồi rồi trên cái bàn ở trở nó thờ, trên có cái bàn cũng như bàn thiên mình cao. Đức thầy mới cúng lại đàng hoàng, đức thầy biết tôi lại rồi, cái đức thầy mới nói tôi. Thầy nói á, nói cho mày biết đây nha. Thầy đây chỉ lại á Phật tổ thôi. Kỳ dư các chư Phật thầy không có lại hết nha. Cái chỗ đó bà con thấy rằng hôm nay chúng ta làm tín đồ đức thầy, mà đức thầy nói rằng đức thầy lại Phật tổ thôi, còn kỳ dư các chư Phật thầy không lại hết, thì mình thấy rằng mình cũng có cái diễm phúc lớn lao trong cái giai đoạn này mà mình làm đệ tử đức thầy. Đó là cái cơ duyên tốt của mình kiếp trước nhiều lắm. Rồi mới xuống, rồi hết mới xuống chứ mà ngủ. Trong lúc đó đức thầy mới nằm như tôi, đức thầy nói ở trên trước á, bảo tao dẫn mày đi non một tháng, đi đây á từ Tứ Giao lên Lan Thiên, lên Trường Sanh, Nhị Hoàng, núi Tổ mới về nha. Thì trong lúc đó bà con anh chị nghĩ coi cái lòng của mình á, vì sự mê danh mê lợi, ham sống sợ chết, đi thì tới bữa đó nó là 2 ngày rồi, thì ăn cơm khô nhờ cái buổi chiều đó ăn được, nó là miếng cơm mình luộc đó. Còn mấy bữa trước thì ăn cơm khô bánh tráng, đói mà trong mà được dòm lại, còn đem cầm bánh tráng mà ăn mấy bữa lại đó, còn cái chừng ít chục cái gì đó, ăn bánh tráng là nhiều, cơm khô là ăn được, cơm khô là cũng còn khá khá. Tôi nói bạch đức thầy giờ đi thôi, xa quá mà lương phản thì còn đi đâu cũng bao xa, thôi đi qua lên đây Lan Thiên Trường Sanh cái về được, là thầy ơi đi quá rồi lương phản đâu mà ăn. Thầy cũng không nói, nằm đó ngủ tới sáng. Mà cái cảnh đó, tôi nói thiệt với bà con anh chị, cái cảnh núi non nó khác, hãy lên cao chừng nào thì chúng ta không nghe tiếng kêu chim kêu viện hú gì hết. Tối nằm á, chúng ta tôi nghe thanh tịnh lắm, không có cái tiếng dưỡng hai tiếng kêu chim nó kêu. Sáng dậy đức thầy mới kêu tôi dậy, rồi cúng lại rồi tử tế rồi, đức thầy mới nói thôi giờ về mày. Tôi nói bạch đức thầy, đi mới tới đây rồi mà về cái gì? Thầy nói không được, ở dưới nhà lộn xộn lắm, thôi về. Tôi đi khăn gói rồi sửa sạn theo thầy, chứ trong lòng tôi buồn lắm. Bởi vì mình mục đích mình đi non là mình muốn gặp cái gì, chứ đi như vậy thì người ta có tiền á, người ta cũng đi không được vậy. Nên tôi bụng tôi buồn lắm, đi lại độ trở lại chừng 500-600 thước á. Đức thầy hỏi bây giờ tao muốn đi đường rừng, tao đi đường rừng mày sợ không? Tôi nói bạch thầy, thầy đi đâu tôi đi hết, tôi ham lắm. Mà trong lúc đó đức thầy mới chỉ tôi xuống một cái vực, đứng tại chỗ đó nó có cái vực hẳm cả trên 10 thước sâu, thầy mới xuống đây. Bà con anh chị nghĩ coi, nó vực hẳm mà rồi xuống nó sao được, lại đó nó nhào đầu chết không? Tôi không biết làm sao mà bây giờ trong lòng mình nó là muốn đi, mà bây giờ thầy chỉ cái chỗ nhạc rồi biến xuống đó. Tôi dòm tới dòm lôi sau cách đó cũng gần 5-10 thước thì đã có cái cây sẵn dè cái tàn của đó. Tôi lại đó, tôi lần lần tôi nhắm những cây cái tôi leo xuống tới đất, tới đá ra cái rồi tôi đi chạy lại ngay cho đức thầy. Tôi nói bạch thầy, liễn đồ tôi xuống đây cho tôi. Ở trên cái thầy cũng liễn xuống, liễn xuống đây ở dưới tôi lấy cái lại thầy cũng leo xuống đó. Cái thầy dẫn tôi đi từ cách đó chừng 5-7 thước thì có cái điện sâu vô trong. Thầy mới nói đây, nếu tôi lên hương đèn lại rồi tử tế rồi, thầy mới nói đây là cái điện của quan ngự sử hồi mình vong quốc đó, ngài mới vì cái chỗ đó mà ngài lên ẩn đây, ngài tu ngày nay ngài đã liễu đạo rồi. Và đức thầy mới nói tiếng mình nói rõ, bây giờ mình nói tiếng âm chứ không phải có tiếng đó, cũng như cái tiếng riêng biệt gì của đức thầy thường nói với cái những cái người trên trước đó. Đồng hồi cái thầy mới đi, thầy dẫn tôi đi đi theo ngọn suối đó, đi đi toàn bắt đầu ngày thứ nhất khởi sự đó, vô đó đi rừng rừng rồi thì theo ngọn suối đó đi hoài, đi suối đi có khi lội trong kẹt trong này kia nọ đi không biết đâu mà nói, đi đủ 8 giờ gì đến cái chỗ đó. Tụi nay cây cối gì không biết chặt xả xuống đó. Tôi thấy chừng 5-7 còng cây lớn cây nhỏ gì ngã rạp xuống đó hết, khô khan hết. Thì đức thầy mới dẫn tôi lại cái chỗ đó, nó có 3 cái hòn đá cũng như ông táo vậy, ở trên có cục đá nằm bươi vậy, ở trong có mình đi vô khòm khòm được, có một cái sạp cao để mà cũng cũ hư rồi, có thùng thiết nè, chai bể nè, non lá nè, rồi có một cái vàng su trồng giữa suối rồi nữa, nước tưới ướt được nè.
Tôi thay mới bạch Đức Thầy, tôi nói chắc ông đạo này ở đây tu nghèo lắm thầy ơi. Vậy để tôi kêu ông về, rồi cho tiền ông đặng mình giúp đỡ cho ông tu hành đó. Thầy nói ở được đâu mày kêu thử coi. Tôi rằng và ráng sức tôi kêu, hồi lâu quá cũng không thấy trả lời. Thầy nói thôi đi mày. Tôi cũng dừng lại, Đức Thầy đi đi ngồi. Thầy nói trên trước giả cái cảnh ra vậy cho mày đừng có sợ, chứ chỗ đó không có gì hết, nhưng mà rừng núi không chứ cây cối như thường chứ không có gì. Tôi xin lỗi mà nói, bởi vì lúc mình ngu đần độn mình ngang nói ngang ngược lắm. Tôi nói bạch thầy tàn ơi, giả gì mà hồi nãy tôi thấy cây thì đốn ngã rạp xuống đó chết tươi, còn thùng thiết cũng có mà nước trên cái vàng xu mới tưới thì thấy còn ướt rượt đó, mà thầy nói không có làm sao. Thầy nói không tin mày trả lại coi, chỗ đó giờ toàn là rừng không, không có trống trải như thầy nãy. Tôi nói bạch thầy thôi tôi không dám trở lại đâu, giờ mình tôi không dám đi. Cái thầy đi đi hoài đi mãi dẫn tôi không biết đi xúc ngồi mà lùa lỗi trong rừng không, cái đi theo ngọn xuống suối mà lội dẹt dẹt đi vậy. Cái Đức Thầy vẫn sốc ngược lên, đi lên tới nửa chừng núi, à nửa cái núi mà nửa chừng cao thì họ đi lên cây quá. Lúc đó mà nó cũng mệt tôi rồi, Đức Thầy nó ngồi xuống đó, ngồi chỗ đó độ chừng tôi thấy cái vuông chỗ đó xung quanh thì cây cối hết đông đáo rập rạp cỏ rác sức, mà ở chỗ đó Đức Thầy biết ngồi nghỉ. Thì tôi dòm đó cả trăm thất vuông á, nó trống trải đất đá cát nó trắng như đường cát trắng phích hết, mà nó mệt từ lá mồ hôi mồ ham trán rồi nó ra mồ hôi mệt quá rồi. Tôi ngồi xuống tôi dòm, tôi thấy sao mà vú con cọp, vú này chồng vú kia chồng nó, tôi nói nhắm chỗ đó mà lớn không. Tôi là hết hồn, tôi ngồi hồn gọi Đức Thầy ngồi kia, ngồi cũng cách xa đó mà mệt quá đi, không có nói gì. Tôi ngồi mệt quá rồi, đâu có nói gì mà ngồi nói trong bụng quá rồi, chỗ này cọp đâu mà ở đây dưới vậy. Đức Thầy bảo hồi trước tôi cũng nói dấu, bởi những cái chuyện nhiều khi ngày nay tôi phải nói ra mà hồi trước tôi dấu. Đức Thầy mới kêu tôi hỏi về mục đích mày đi với tao là phải muốn gặp tiên gặp Phật không. Bà Thầy để cái chí nguyện của con vậy chứ làm sao. Cái thầy nói đây lại đây, cái thầy trời cái lưng qua thì có cái hang đó, tay ngay chỗ thầy ngồi đó, tôi thấy miệng mà nó trúng dạ. Tôi mới lại á, hai tay tôi mới, đầu tôi đút vô, hai tay tôi chỏi, trong tôi dòm vô trong coi. Thầy đi trước, tôi đi sau, Đức Thầy lậu dưới nước, cỡ lưng quần. Và tôi đi sau, tôi đi trên cái cây đó. Tôi đi, Đức Thầy qua bển rồi, tôi đi được nửa cây. Đức Thầy ngó lại, Đức Thầy cũng dạy tôi, ủa, sao mày không lội dưới nước mà mày đi trên cây vậy? Nhưng mà bà thầy đi trên cây khô, đi lội nước ướt mình. Đức Thầy nói nè, tôi nói cho mày biết nha, từ đây sắp lên á, thầy đi đường nào mà đi đường đó là đừng không có được đi vậy đâu nha. Cái đường mà thầy giờ lỡ ra thôi đi luôn, chứ tôi không nhảy nước nữa. Thầy, trong lúc đó bà con đó, thầy mới rồi điên hồi đó, thầy mới ngồi xuống thầy than. Thầy nói đây nè, tôi nói cho mày coi đó, mày hãy nhìn cho kỹ ra, coi đó, thầy ngồi buồn cái điệu, dáng điệu của thầy hết sức buồn rồi. Thầy nói tao nói thiệt với mày, mày nghe lại khùng điên nha, mày lên đây bây giờ các ổng không còn ở trong mình tao nữa, bây giờ đây còn cái xác này không đây chắc là chết rồi chứ không phương gì về, tao mà dòm thử coi có chỗ nào đi về không. Tôi nói thiệt với bà con, tôi dòm thấy á, cái sức cái núi nó cao mà nó biết mà dòm bốn hướng chỗ nào núi cũng muôn trùng vạn điệp, như dòng khoai hết, thấy sinh dần cao thấp không, mấy nào vậy. Thầy nói đó, mà nhắm gì về được hay không. Thầy ngồi, thầy mới than tôi, mà nghe lời khùng điên chi, mà đi lên đây rồi bỏ xương, thương hại cho mày. Tao thì không vợ, không con, không gia đình thì chết thì yên thân rồi. Còn mày đây á, ở nhà đã vợ con rồi đây, rồi cứ đi ra tao chết tao gửi cái thân mày quá. Thầy nói thiệt là tôi ngồi nó buồn, nát ruột. Tôi mới hồi tôi nói bạch thầy, mấy ông còn ở trong mình thầy chứ đâu. Thầy nói sao mày biết. Tôi nói đầy mới hồi nãy đằng điện kia đây, thầy mới nói biểu lên hương đèn là tôi lại, thầy nói chuyện với mấy ổng đây, tôi lại đây thầy nói không có ở trong mình thầy. Thầy nói mày tại cái miệng tao muốn nói vậy chứ gì đâu mà mấy ổng ở trong mình nói. Tôi nói bạch thầy, thầy muốn nói làm sao thầy nói được, còn sao tôi muốn nói qua mà nói không được.
Vì như vậy mà hai thầy trò ngày nay tu tình đất bà con cũng chống đối gì lắm. Cái thầy mới nói rồi, thầy nói á, nói mà thử mày chơi vậy á, chứ còn gia đình sự nghiệp có mày bao nhiêu mày, giá cho 5-3 ngàn đồng bạc, còn gia quyến mày thì 50-60 người thôi. Và nếu cái buổi hạ quan này á, thầy có mai một rồi á, muôn triệu sinh linh này ai dẫn dắt, nói mà thử lòng mày vậy chứ, chừng nào mới lạc. Thì đó là thầy đã cho tôi một quần thuốc, có nghĩa là hồi sinh rồi đó nha, tôi khỏe được mình tôi lắm rồi. Thế vậy cũng chưa yên đâu. Cái tôi mới cũng còn nói hả? Bạch Đức Thầy, thiệt là đường đi thiên sơn vạn hải mà không gặp ông nào hết trơn hết trọi. Hồi trước là tôi cũng nói, tôi nói bạch thầy quá thật rồi, thôi thầy dẫn tôi đi theo như đức ông coi. Mới giờ đó đức ông á, tôi xin nhắc lại câu chuyện này nữa, đức ông đi đức thầy có 3 ngày mà tôi có để 2. Chứ ông sao về học có để 2 á, dấp dành như miền như thợ như xin. Chứ ông nói hãy tới đó rồi cái cỏ hết bên xin mà nó quạt thì bên xin, còn bên thổ nó quạt thì bên thổ có 3 ngày tôi đòi đi. Cái thầy nói đâu có được mày, mày đi khác, ông cả đi khác chứ, chứ phải đi như vậy được sao? Mà thầy nói với tôi, thầy nói, cái nói mày biết nha, Bức Đế Dương còn đi đường này chưa được nữa, dẫn mày đi mày còn nói này nọ. Cái nói bạch thầy, Đế Dương ấy mấy nhà giàu sang họ đi xe hơi, nhà lầu họ đi. Giải cái nói bạch thầy, giải gì như thế, giải cái giải chữ này riết chết, chịu nổi rồi. Cái thầy cũng không nói nữa. Rồi đi, đi cái ngày đó, một đêm đó rồi cái ngày sau nữa, tôi mới nói chuyện anh em hồi nãy là tôi nằm chim bao tôi thấy đó. Đi cũng lội trên rừng đi hoài, tôi nói không biết cái đâu mà nói đi hoài trong rừng mà nó có cái ngộ này. Tôi nói anh em có một cái sự quyền bí á, là đức thầy đi trước tôi đợi chừng 100 thước á. Mà đợi chừng trăm, cách dài 100 thước là đức thầy nắm cái nhánh cây thầy dở lên cho tôi coi. Bằng ngón tay trái vậy, ngón tay út mình vậy. Có khi thầy nắm một nhánh có, hai nhánh có, thầy đưa là nó đây, trên trước đi rồi nè, giờ dẫn tao mày đi nè. Mà đức thầy đưa tôi, mình để ý, mình nhiều khi mình cũng hoài nghi, thầy tưởng voi bẻ này kia nó gãy. Tôi nói thiệt bà con, cây tư xanh, cái nhánh tư xanh mà cứng cái dao mà chặt. Đúng luôn, từ cái ngày mà khởi, cái ngày mà đi rừng rừng đó, là ngày á, mùng 10, 11, 12, thì hoàn toàn là tôi gặp đức thầy đi trước tôi, những cây đức thầy đưa tôi lên là dấu hoài mãi mãi cách chừng 100-200 thước là có cái dấu hiệu đó hết. Mà tôi hồi trước đức ông đi đức thầy cũng như vậy nữa. Thì khi đó mới đi riết đi theo cái đường suối bắt đầu mới đổ xuống. Tôi nhiều khi tôi cũng nói, bây giờ tôi cũng nói đức thầy đó, đức thầy than này kia nọ rồi này, chứ tôi nhiều khi nói bỏ xương cái này rồi, tôi nói bạch thầy nói vậy dễ vừa bỏ xương thầy. Nồi cơm khô tôi với thầy ăn bánh tráng ăn hết rồi, có thể mình ăn chừng dài 3 ngày. Mà nếu có thiếu hụt nữa, tôi thưa thiệt cái thầy, nếu mà có lạc đường là cứ việc ở trên xuống mình đi theo hoài, đi xuống nước chảy đổ thì cũng lạc rồi, cũng đi vô tới sóc này xóm nọ chứ gì đến nỗi. Còn mình thiếu hụt mình ăn 3-4 ngày lá cây thì tất nhiên cũng có thể trổ. Thầy mới nói mà chết, tại sao dám nói vậy mày? Tại sao mình nói như vậy mày? Tôi đâu có biết gì đức thầy dạy. Hồi trước thì là đức thầy nói lạc, thì mình bây giờ mình cứ việc mình theo mình học luôn, mình biết cái nước ở trên đổi xuống rồi bắt ở trên đi xuống chứ phải trổ ra. Có nhiều khi tôi ngồi tôi than với đức thầy, tôi biết rằng mình đi được rồi, trổ đây trổ qua ra đây rồi để xuống xích khổ đó. Rồi mình không biết nói tiếng thổ mà hỏi đường về đây á, cũng cái khổ mình đó. Bây giờ tôi cũng thành thật với bà con á, tôi nói tôi cũng hơi ấy chút. Thầy nói tao nói tiếng thằng thổ còn giỏi anh cha thằng thổ nữa, chứ không phải nói tao nói thằng thổ rành. Cứ nói bụng tràn ơi, thầy học tiếng thằng thổ hồi nào, thầy ở trong một bản xứ với tôi biết mà học tiếng thằng thổ nào mà thầy nói còn giỏi anh cha thằng thổ. Tôi nói thôi tôi cũng để bụng, tôi không nói. Tới hồi thì nó thầy ơi, tôi nghe bà con ở trong núi nói nghe thằng thổ nó ác lắm mà nè, nó gặp mình nghe không biết có tiền bạc gì muốn cắt nó cũng chặt cái đầu của mình nó lấy tiền nữa. Khổ lắm chứ không phải nó lạc gì đó mà mình không biết tiếng là làng bàn nó giết chết. Thầy nói tao nói tụi mày biết nha,
chọc đánh nó chừng 20-30 thằng là họ có cả đánh cũng chết mệt như này ngay. Thầy nói vậy mà mình đâu có biết. Thầy nói càng ơi thầy đó còn ốm lắm, bởi vì thầy mới ra đời mới vừa mạnh á. Thầy tôi cũng để bụng tôi đó thôi, để coi ra làm sao. Thì đi ra thầy nói tiếng thỏ thì mình không tin rồi, còn nó đánh 20-30 người thầy đánh cũng chết nữa, mình cũng không tin nữa. Đi cho đến đầu Quế Hòa, cái chỗ là cái đường. Anh em nghĩ rằng hồi đó là đi tôi nó vẽ như cái đường cái nia ở dưới cam trà này, đi lên nó vòng qua Bà Ngự lên Tứ Giao, rồi mới lên Lan Bà Ngự lên Lan Thiên lên Tứ Giao. Thì bắt đó Đức Thầy mới dẫn tôi vòng như cái nia, dẫn mới trở lại cũng cái đường, nó đi trong rừng không 3 ngày, dẫn trò như cái nia trở lại cách tên á, từ cái chỗ mà tôi thầy trở tổ ra đó thì cách xuống dưới suối Cam Chạy đó nó có 8 cây số, mà nó thì có cây số hết. Trong lúc tổ ra rồi thì tôi với thầy á bị cái đám cỏ mai á chừng công đất thì nó găm vô bấy trong mình hết, mới là ngồi đó mà gỡ không hết. Thầy nói thôi mày ơi thay đồ đi, tôi với thầy mới thay bộ đồ đen rồi mới để vô. Đi một hồi cái sau gặp cái đám đằng thổ của tụi nó dẫn, mấy thằng lính nó dẫn 20-30 đằng thổ đường núi. Có thằng thổ đó, thầy cái sẵn quỳ xuống. Quỳ xuống nó nói tiếng gì không biết, nên trả giá nó quỳ mộp đó. Đức thầy đứng lại. Đức thầy mới nói tiếng thổ, thầy bị nói sao không biết nó đứng vậy. Nó đứng vậy tôi nghe Đức thầy mới lấy tay rồi chỉ trong cái bụng nó vậy. Thì thầy nói chuyện với nó đứng là thầy nói chuyện lạ quá, nó tiếng thổ chắc là nhanh. Tôi nói chàng ơi thầy nói tiếng thổ hay quá ha. Hồi ở trên đó thầy nói tôi nói tiếng thổ giỏi anh chàng đó mà mình đâu có tin. Và trong lúc đó thầy nói tiếng thổ, tôi nghe tôi nói chàng ơi thầy nói tiếng thổ thiệt hay vậy. Cái tới chừng rồi tôi mới hỏi bà thầy nói chuyện gì với người đó vậy, làm sao mà thầy nói nó đau bụng nó xin thuốc uống. Tôi nói đau bụng xin thuốc uống rồi mà còn nói gì nữa. Thầy nói hỏi tới đây gì với Cần Giọt có cái gì trở ngại hay đường xá rồi hay không, rồi này kia có ai cấm đoán hay hỏi giấy tờ bắt bớ không này kia nọ. Rồi mới đi đó tới tối rồi mới tới Cần Giọt. Mà cấp lơ thác ra rồi bà con anh chị ơi, tôi giờ tôi nói thiệt á, những chuyện đi qua là cái gì tiếc là rồi. Ra được thác ra ngoài thôi nó mừng hỏng phường nói, bởi vì ở trong rừng 3 ngày rồi giờ thác ra nó mừng hết sức. Tôi đi như bay vậy, lúc đó hết bước mệt. Vậy mà đi 8 cây số đó, lúc đó đi xuống tới là trời phải sấm rồi. Tới Cần Giọt thì mới thầy nói thôi bây giờ tôi nói bà thầy bây giờ thầy cũng có phòng ngủ nữa, mình cũng quen tánh rồi. Bây giờ tôi thầy đi kiếm phòng ngủ, thầy nói phòng ngủ nghe gì mà ơi, lại kiếm xe hơi về Châu Đốc rồi mà gửi đồ đi ăn cơm. Thầy lại đó mới gửi đồ hỏi xe về Châu Đốc, có nói xe đây gửi ra tôi thầy đi ăn cơm, mới đi vòng theo phố phường rồi chơi được hồi lâu rồi mới trở lại. Mà Đức thầy lúc đó thầy dặn tôi đó, thầy nói nè, ai hỏi gì để tao trả lại nha, mày đừng có nói nha. Lại người có một số vô hưa hay là con trâu lưa gì đó hỏi mấy ông phải ở người ở Châu Đốc không. Rồi tôi cũng nói cho tôi cũng dạ. Hỏi vậy chứ ông có hay việc gì ở dưới Châu Đốc không. Nói tôi không hay không biết gì, mới bữa rồi đi núi không. Rồi ông đó nói bây giờ ở tại Tân Châu luôn nha. Có ông đạo quốc đó, ông nổi làm giặc đó, ông giết người ta, ông tới cờ chứ giờ Pháp đừng bắt người ta ở cái đạo của ông đạo quốc đó, bắt hết sức bắt rồi. Tôi là sợ. Tôi ngồi đó tôi sợ, tôi thấy rằng cái việc nó có ảnh hưởng gì đoàn thể mình không, cái đó người ta vừa đi đâu không biết. Đức thầy nói mày đừng có sợ, đâu ai chí nấy, cái gì mà phải sợ. Là thôi ngủ trên xe hơi đó chứ không gì. Sáng ra về tới 3 giờ mới về tới nhà bàn. Về tới nhà bàn thì tôi với Đức thầy mới vô tiệm cơm. Rồi ngồi đó là ngày 13 rồi. Từ sau ông giáo tập làm hư giáo trong cái thời đương niên, ông mới gặp Đức thầy, ông mới xá, ông mới mời Đức thầy về tại nhà ông nghỉ. Thì ông mới lo cơm nước đồ này cho anh em đồ bu đồ xuống nghe nói Đức thầy đi non về đó. Thầy có miệt ở Thái Sơn á, thôi cái nhà ông giáo đó lớp trong ngoài đông đúc không biết bao nhiêu,
Tôi mới ở đó nghỉ. Nghĩ rồi cái đêm đó là cái đêm của bà và vợ của ông Gió Cập đó. Nó tổ chức một cuộc nó là dinh dưa cho Phật. Mà mình đứng dinh dưa làm sao, cái đêm đó mời Đức Thầy vô tại nhà của bà đó. Đặng mà chứng minh cho cái cuộc của bà làm đó. Thì tôi thấy á, cái trả thiệt mới để trong cây dừa. Rồi bắt đầu làm lễ để dinh cúng rồi bà đốt hoài, đốt chừng nào cây dừa hấu nó cháy thành than mới thôi. Thì ngồi đó, lúc đó thầy cũng đàm luận đạo lý rồi này kia nọ. Rồi có một cái ông hai bà con đó trong hỏi bà thầy hồi trước á, Đức Phật thầy Tây An để lại cho ông Đình Tây hai món đồ đó vậy giờ còn hay mất thầy hả? Mà chính người ở đó mà ông Đình Tây cũng ở tại Thái Sơn. Đức thầy nói mất một còn một. Tôi cũng không biết cái gì mất một còn một. Hôm đó ông ngồi làm thinh. Ngồi ông nói bà Đức thầy tại sao mất. Mất một còn một. Phải nói tại người ta không tin. Nói Phật nó thâu rồi. Còn có cái mò một thôi. Tôi mới hỏi ông hai khổ. Tôi hỏi gì chứ hồi đó Phật để lại đó, trong đình tây hai món đồ đó là món gì. Thì ông hai khổ ông nói tôi để lại một cái mâm với một cái sợ tôi là cái đường đói đó. Để mà tao bắt mâm chèo. Tiếng nói đường đói. Mình nói đường đói chứ không phải. Ở trong anh em cho tôi biết rằng á, để lại một cái sợi dây chỉ ngũ sắc bằng đầu đũa ăn dài. Thì trong lúc đó Phật đã di chí lại cho ông Đình Tây ngày sau để bắt ông Năm Chèo. Thì ông Đình Tây ông đã qua đời rồi, nên cháu của ông á, mà theo lời thường Phật ở trong núi cái sợi dây linh thiêng lắm. Nếu mà ở trong nhà con cháu xung quanh bà con là có mấy đứa nhỏ đau ốm lấy sợi dây quấn quấn cổ ít bữa hết rồi. Rồi cái ông đó là cái ông cháu của Đình Tây là ác là cờ bạc. Như vua bò rồi với đàn thổ, sợ đàn thổ nó còn làm phép tắc nên lấy cái hai cái sợi dây đó mà dúng cái mũi bò để mà trừ cái phép của thổ đó. Vì lẽ đó sao mất cái sợi dây đó. Thì tôi nhận thấy là Đức Thầy nói đó là Phật thâu về. Nhưng mà sợi dây đó bà con á, thường hay đọc sách đó có lẽ là cũng như hồi trước rồi nói Phật mấy ông tiên cho các điện tử là những khổng tiên thần rồi tới bắt như yêu quái rồi đó. Nó sẽ duy trì những sắc cái mất. Thì đó là cái lòng tin tưởng của anh em đã hết rồi. Trong lúc đó rồi cũng có một số anh em bàn luận nó. Ngày nay tôi cũng nói rõ anh em. Tại làm sao mà tất cả cái mối đạo trong núi này á, hay là đều mà dạy ha, là mới ở chỗ này kia dạy anh em lên núi non để tu hành luyện đạo, mà Đức Thầy ra đời dạy anh em tu hành xong tu trì xong không có dạy phép tắc gì cho anh em luyện tu hành rồi chúng ta. Thầy nói thôi mấy anh em nên biết rằng á, bà con nên biết rằng cái pháp giáo của Phật là chỉ dạy con người trao tâm luyện tánh cho trong sạch chứ không có dạy mà luyện đâu. Anh em đừng có ham linh mà chết. Anh em biết không, cái linh đó hãy đậu nước lên rồi thì hạ bắt riết chết hết đi. Nên tôi ngày nay cũng tình thật với bà con anh chị, đó là Đức Thầy đã nói những cái phép mà tại sao mà chư Phật không ban cho mình bởi vì mình sẵn có hết. Nhưng mà sở dĩ nếu mà Phật mà giao những cái phép mà lòng mình không có được nữa, mình trao tâm luyện tánh thôi, máu chảy thành sông. Thì tôi đâu có biết con đường là gì, sao tôi về tôi mới đọc trong giáo thánh giả ông ba đó. Tôi nói ông ba nó qua lộ dân giáo giáo văn thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Sao tôi hỏi anh em cái đường đó là đường dân giáo. Nên thầy mới nói tôi chỉ là con đường đó sau đời tới rồi á, thay phơi chặt đất, máu chảy thành sông. Cũng như là ông ba nói đó. Thầy về sớm mời đi tới đâu cũng 11, 12 về nhà ông giáo nghỉ nữa. Tôi đọc rồi, tới 4 giờ, tôi với Đức Thầy, với ông giáo, tôi đi viếng Mòn Két. Lên tới đó thì thấy rồi, Thi Phú tới Trần Tiên đó rồi, mấy ông làm thơ mà chép đá rồi kia nọ. Thầy nói, đọc rồi, thầy nói, ôi thơ con cóc không. Thầy mới ngâm bài 4 bài thơ đó, 4 bài thơ đó là Non Tiên Gió Mát Toại Lòng Thai, Tức Cảnh Thiên Văn Nhã Một Bài, Có Tưởng Ước Mơ Về Nước Thủy, Ngặt Gì Không Cánh Lấy Gì Bay. Thì trong 4 bài thơ đó, Đức Thầy ngâm như vậy mà ông Gió Tập chép lại.
khi về với đất nàng chứ nhà đó đức thầy cũng ngâm lại, ngày nay mới có chép trong thi văn giáo lý đó, ngâm lại cho nên viết. Thì ở đó đêm đó tôi cũng nói thiệt với bà con, cũng là nói với nhau mà ở đó thôi, sáng đêm về thầy mới nói tôi bữa đêm rằm á, tháng giêng này á, thầy trò mình phải có mặt ở tại núi Cấm, đặng thầy dẫn cho mày đi biết cửa Bắc Ngôn, vườn kiển, ao sen. Thì sao không biết nằm đó một hồi rồi cái thôi thầy đi về xuống núi. Tới chừng xuống rồi về tới nhà ông giáo tập cả sáng anh em lại báo tin cho hay, hôm linh kính ra ngoài châu đốc nó vô quá, nó ruồng trên núi Cấm, trên núi Két nó bắt người ta nhiệt quá. Anh em mới nói chàng ơi nhờ thầy dẫn về thôi, nó bắt chết rồi. Thầy cũng không nói, đó là một cái điều bà con cũng thấy rằng đức thầy biết trước. Nên ở đó định đêm ở đó anh em bàn tán ngủ tại sân tương rồi chừng tới từng lát rồi đức thầy lại rồi cúng lại rồi đức thầy mới về. Rồi trong lúc đó thì thầy mới tính dẫn đi núi Cấm, thì trong lúc anh em cũng càng dán liên kính đường ruồng quá đi, là tôi cũng sợ tôi không dám đốc nữa, nói gì với đức thầy thôi đức thầy dẫn đi về. Thì đó lên xe mới về tại cái ngày 14 đó là về, bắt đầu về sáng là về, thì về tới dầm cái đầm đó. Khi lên dầm cái đầm á thì đức thầy cho tôi đôi dép nữa. Đức thầy đi nó thôi giờ thầy đi về cái ngã này có xe lôi thầy về, còn mày đi về bánh rồi thầy đi qua Hưng Dân thăm bà Tư. Bà Tư là chị ruột ông cả đó. Rồi đức thầy nói mày về thôi về ngã này đi, tao đi ngã Hưng Dân để về thăm bà Tư. Rồi khi về nhà đó rồi đức thầy đi ngã tôi ngã, thì kể ra tôi đi non đức thầy, thầy cho tôi 8 xu với đôi dép. Bây giờ câu chuyện đi non đã chấm dứt. Bây giờ nó cũng có những cái điều này rất liên hệ đến câu chuyện đi non. Tôi cũng xin kể để nó liên tiếp và nó cũng ăn khớp với cái một đứa đi non đó. Khi tôi đi về á, tôi tới nhà rồi thì ở trong nhà tôi có con nhỏ tôi nó đau quá. Thành ra phải chở qua Tân Què hút thuốc. Rồi đức thầy về nhà cái thầy xuống. Thầy mới ghé nhà tôi biết thôi mày đi mỹ hội với ta chơi mày. Tôi nói bạch thầy giờ trong gia đình con không có ai, có mình tôi ở nhà đi. Thôi thầy đi, đi bữa đó con có ta hình đồ, đi. Cái chừng thầy đi xuống với một đêm một ngày với mấy hội thầy về, thầy bắt đầu tôi ở nhà tôi đọc. Tôi nói thiệt với bà con, mở gì mà tôi ôm cái nắm giữa cái rào, tôi mở một lần mở tôi có tôi chuyển luôn. Lúc đó bữa trước bữa sau về đức thầy đi về ngang rồi anh em cho hay nói đức thầy về, thì ông già chạy ra thỉnh đức thầy vô, thầy nói ôi nó không chết rồi ông Bảy đừng có lo, không sao đâu. Đúng 3 ngày như vậy đức thầy mới xuống với ông Quang Diệp ngồi mới nói chuyện này kia nọ, ngồi này kia thầy đi thôi hỏi thì chứ mày đau mấy bữa rày có ăn uống gì là 3 hôm rồi. Tôi nói bạch thầy 3 bữa rày không ăn uống gì được hết trơn. Thầy hỏi bây giờ muốn ăn không, tôi nói thôi thầy ơi nói tôi cơm cháu nói chị nói mũi chết thầy nói ấy. Tôi ở nhà tôi hỏi có nấu cháo không thầy, nấu cháo không, ở nhà tôi nói bạch thầy có. Thầy cứ thử múc ra lên chén cháo coi, múc đem ra coi thầy cứ ăn đi. Tôi mới dừng lại với thầy, cứ ăn vừa nửa chén cái nó ọc ra mửa. Mửa chưa có mửa được rồi thầy vỗ, thầy vút xuống người cả hết. Cứ đồ ăn hết, ăn hết chén cháo đó, cái thầy hỏi muốn ăn nữa, tôi nói bạch thầy đói quá. Thầy cứ thôi vừa múc cho nó nửa chén đi, vừa múc nửa chén nó ăn. Ăn được là thầy vui hơn không quản trở về tránh cho tao. Thì đức thầy mới trở lên tôi ở đến được tuần lễ. Mà tôi nói thiệt bà con anh chị ơi, đau gì tôi chưa từng thấy. Một lần làm cử 8 giờ tới 1, 2 giờ khuya mới hết mà tay chân tôi rụng rời như sức hết, nhức cái đầu thiếu được bể. Bà con nghĩ coi nhức gì mà nhức riết á, tôi hả miệng không được. Mà tôi kêu tôi than quá, thầy nói hồi đó mà nói với tao á, về như thế mà giá căng giá quá thì giá gì mà còn kêu mà than cái gì nữa. Tôi nói bà thầy giá như vậy chịu cũng không nổi nữa. Thầy nói đi về trển thì cũng chịu không nổi, mà về như thế giá gì cũng chịu không nổi nữa. Nhưng thầy đau gì vừa đau quá gì hết biết rồi, giờ chết chứ không còn nước gì sống hết. Thầy nói á, có tao đây mà mày còn sợ chết hả?
tao còn đây mà đứa nhỏ mà chết luôn thầy, quá rồi mình tôi giờ hết biết rồi. Thầy tôi cũng nhắc lại con chuyện bà con chị, hãy nó có đâu tôi nói đó, thì trong ở đó được bài đâu vài ba hôm gì vậy. Rồi lúc thầy thuyết pháp khi về đó, mỗi một ngày anh em đồng đạo đến đó, nghe thầy thuyết pháp không dưới 500-700 người đồng lắm. Rồi thầy mới vô thầy ngồi nói chuyện với tôi, tôi nói bạch thầy tôi mừng quá. Thầy hỏi mừng gì? Tôi nói bạch thầy mừng là đức thầy mới ra độ đời, anh em giác ngộ tu hành đông đảo tôi mừng. Thầy cũng đừng có mừng. Thầy mới chỉ tôi mấy dưới nhà đức ông ơi, bây giờ cái nhà ngói lên nhận bùa hộp, thầy nói kìa mày coi cây xoài kìa. Cái xài giờ đứng đâu bông cái trái rồi mà thấy không? Bông nào á cũng là 50 nụ hết. Đây mà chứ ai dông qua nó rớt. Dông lại nó rớt. Nó rớt mãi đến ngày xài già. Chủ nhà đem lòng ra. Mới tưng tiêu từ trái mà bẻ nó còn xúc lòng. Xúc lòng rồi đem vô vú mà đứa ông nó còn thúi nữa. Thì một cây xài còn mấy trái mày. Bà con anh chị thấy bởi ngày nay nhiều khi á. Tôi cũng nóng lòng trước cái cảnh đó, đạo pháp suy đồi. Cũng muốn đi đây đó để kêu gọi anh em cùng nhau đây đi sáng, lọ tu tỉnh. Nhưng mà tôi thấy lại được thầy nói trước, cũng như cây xoài là có anh chị thấy. Bởi vì giàu có duyên với Phật á, là hôm nay á, chúng ta cố gắng còn có những người đó là trước kia đi làm vậy chứ gần. Họ không có cái duyên với thầy tổ, ngày nay họ gặp thầy, họ phải trở về. Giờ cho anh em mình á, muốn có không được á, là lời đức thầy đã nói trước rồi. Đó. Rồi bà con anh chị biết sao tôi đau mãi cho đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn đó. Pháp nó dời đức thầy xuống, ra đét rồi đi xuống á, Sà No. Trong lúc đó tôi mới đi với anh em mà đều có một cái điều tôi nói anh em chú ý đặc biệt á. Tôi về nhà đức thầy đúng tuần lễ rồi tôi xin thầy tôi về, thầy mới nói tôi về á, mày cứ theo thành phố này mày uống nha. Thầy thốt tôi thấy chỗ đợt cười do cho mọi hát sử năm thứ đạo thầy biết cứ thứ đâu mà uống. Thì tôi đi về đó đâu cách 4 năm tuần lễ rồi, cách vài ba bữa cái sau đó cái có ông cậu út cậu chính tôi đó, ổng ở nhà tôi nghe nói tụi đào bị nhỏ tôi đang bệnh chồng hút thuốc đó, ổng qua ông thăm. Ông thầm tôi ông ngồi ổng rồi cũng sáng. Ông ngồi ông mới nói tôi nói mày nhà trí thức. Mà mày nghe lại cái ông đạo tư đó mày khổ mà có ngày mày cũng chết. Tao nói mày biết nha. Dùng ghe chài mới đóng dùng cầu sắt mà đụng vô riết cũng bể nữa. Nó cho mày hay nhờ. Tôi không nói vậy. Tôi nói thôi. Bây giờ cậu nói gì nói còn thôi rồi hút thuốc. Coi có nhắm coi mạch rồi hút. Tôi ít than đó ông. Ông hút thuốc bắt giỏi lắm. Không coi mạch rồi tôi hỏi làm sao không? Ông nói mày đi với ông là ông công sản, mấy ông đạo tư đó. Lên trên núi rồi mày uống nước độc thôi mày làm cử rồi vậy gì. Cái ông hốt tôi 2 thang, hồi trước đồng bạc mà 2 thang thuốc có lớn lắm. Đem gì à, hốt vô uống 1 thang. Cái thằng ơi nó làm cử hồi trước hả, đi với thầy uống thuốc thầy về cách ngày làm cử ngày. Uống vô cái đó làm cử, uống vô thằng thuốc khỏi miệng rồi chút cái đó làm cử, tôi nó hết biết rồi. Bà con chỉ nghĩ làm cử gì cho nên cái miệng tôi xưng há miệng không được. Muốn chết tôi rồi. Thôi còn thang treo đó. Tôi hồi ông về tôi căn dặn ông cậu về bởi đất nhà cậu qua nha. Không đâu 2-3 bữa giờ ông qua. Ông qua cho ông hỏi sao mày uống 2 thang thuốc bớt. Thôi cha ơi. Uống thang muốn chết rồi. Còn uống gì 2 thang. Thang còn treo đóng. Ông nói ủa. Thằng nói sao mà. Đưa mạch có tay coi. Đưa tay có mạch coi. Rồi ta ông coi mạch. Lại cái ông nhà ta sẽ đưa ông bác đây. Ta hút nó vài lần thuốc nữa coi. Cái ông làm ngoài tiện ngoài ông hút mà gia đình ông hút ông gỡ vô. Uống thằng thuốc bữa đó thôi tôi nhào trong nhà lúc nghe. Tôi làm cử mà tôi nhào đùng đùng đùng. Mà tôi la dậy hết. Quá rồi tụi mình tôi cũng hết biết rồi. Nhức đầu nhức cổ mà mình mãi nó muốn chết tôi rồi. Cái anh Tư Hảo vừa bề nó chạy qua anh hỏi. Bữa nay sao chú Hai làm mà dưới thêm hai. Nó không biết anh Tư ơi không biết sao mà bữa nay uống thuốc vừa mà ông cô làm quá hỏi uống thuốc ai. Có uống thuốc con thầy chính trị. Ông mới kêu nó trời ơi sao dám cho uống. Tôi mày lúc đó tôi hỏi sao. Sao mà không uống. Anh nói đó đức thầy xuống nhà chú đây nè. Đức thầy nói nếu mà ai thuốc hút thuốc thằng mình đài hết rồi tôi đổi trên đầu tôi đi.
Mà sao mà ngày nay chứ chứ không? Tôi mới lết lại trang Phật, tôi mới giới, tôi nhờ ơn trời Phật, thầy cổ xa tội với tôi không biết thôi, tôi không muốn từ đây kết lên, tôi không muốn thú ông nào nữa hết trơn. Có thôi, rồi lần lần nó mới bớt, cũng cách ngày làm cử, ngày làm cách ngày làm cử, tôi nó giết tôi đi, không muốn nổi vậy. Cái ngày mà Pháp nó giờ thì xuống Sà No, tôi mới đi xuống, tôi nó gãy một chuyện mà xuống Sà No rồi. Thì cái đêm đó, lúc thầy thuyết pháp rồi thầy mới nằm ở ngoài cái chống ở ngoài, thầy kêu hỏi đại đông, cái này bắt thầy tôi ngủ đây, thầy với lại thầy biểu thì thầy đang nằm ở trong mùng, tôi ở ngoài, thầy nói thôi mày lên đây ngủ đức thầy đêm coi, cái này bắt thầy tôi có chỗ ngủ rồi, thôi thầy ngủ đâu cũng được, thầy mới nằm ở trong thầy hỏi vậy chứ ai làm cho mày đau mà biết mày, mà tôi đau bà con nghĩ cái đau hồi tháng giêng đi đức thầy mà tới đến 29 tháng 5 á, tôi mới xuống Sà No tôi thăm đức thầy. Thì tôi mới bạch thầy hồi đó, thầy nói thầy dẫn tôi đi đoan núi giả căn với quả cho tôi, giờ tôi đau rồi tôi biết sao, thầy nói tao làm mày đau đó. Nói rồi tôi không biết làm sao hồi nói, thầy mới nói, bởi vì á, tao làm cho mày đau là sao? Nếu mà đi non núi với tao mà mày về á, mà được á, mạnh khỏe á, thì thầy trò mình hôm nay ra to bụi rồi. Giá như ta làm mày chứ để cho tiếng đời chi khen mà thầy hôm nay còn phải đừng người ta dời đi chỗ này chỗ kia mà thấy chưa? Thầy nói với tôi mũi lòng chảy nước mắt liền. Tôi cũng thành thật bà con bắt đầu khi mà đức thầy nói về tôi về nhà bắt đầu tôi mạnh luôn hết tự. Không còn làm cử gì nữa, không đau nữa. Thì để tóm kết lại câu chuyện đi non và những cái chuyện nó có liên hệ đến cái đạo pháp thì tôi cũng kính thưa quý vị, trong cái buổi hạ quan này chúng ta là cái diễn phúc, chúng ta làm đệ tử đức thầy, mà chính chúng ta nhận đức thầy là đấng cứu thế thì chỉ có đức thầy chúng ta mà thôi. Bởi vì chính tôi là người được nghe cái chánh pháp cũng như anh em nghe chánh pháp của đức thầy, nhưng mà những cái chuyện á huyền di hiển hích mà đức thầy đã độ tôi trước khi nào thầy cũng nói là ông đạo đá tất cả anh em đi muốn đi non núi, khi mà đức thầy nói thầy nói một mình nó mà tôi còn bảo vệ không được, anh em đi nhiều sao cho được, thì bà con thấy rằng á hồi xưa có cái dân xưa nó nuôi cả lao nhiều con thú ác lạc vào rừng ác khác chẳng ra. Mấy ngày nay á, sở dĩ cái thời đại này nó đã cùng rồi, mát kiếp rồi. Mà chúng ta có cái duyên lớn á, chúng ta mới làm đệ tử đức thầy. Nên trong kinh Phật có nói ba thiên dạng kiếp nan tao ngộ. Ngàn năm muôn kiếp khó gặp Phật ở đời. Kẻ sinh trước Phật cũng là vô phước. Người sinh sau Phật cũng là vô phước. Chỉ có kẻ nào sinh đồng thời với Phật mới gọi là phúc đức. Bởi vì chính mình sinh đồng thời với Phật mình mới nghe được cái chánh pháp của Phật. Còn cái người sinh trước làm sao nghe được cái chánh pháp, mà người sinh sau làm sao nghe được cái chánh pháp. Thì thế là chúng ta trong cái thời kỳ này chúng ta đã mục kích nhìn được cái quy nghi của Phật, mà nghe được cái chánh pháp của Phật. Đó là cuộc đời cái duyên lớn của chúng ta. Mà chính đức thầy là hứa hẹn cho chúng ta đức thầy sẽ trở lại, cũng như tôi nói với bà con hồi nãy đó, thầy sẽ trở lại. Thì tôi á đến đây kể mỗi chuyện này, dầu sao nó ở ngoài cái thi dân lý, nhưng mà tôi cũng nguyện cầu ơn trên đức Phật và quý vị, những câu chuyện mà đức thầy dẫn tôi đi, độ tôi đi, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, kể lại cho anh em, tôi cũng thành tâm nguyện cầu với ơn trên cho anh em gây được cái lòng tự tính, tăng trưởng cái lòng tu tấn để chờ cái ngày đức thầy trở lại. Và đây tôi cũng nói thêm những câu chuyện mà đức tôi được nghe những cái chuyện ít ít cho anh em nghe. Bây giờ tôi thấy những em nhỏ này cũng đồng lắm. Hồi trước á tôi có bạch đức thầy, tôi nói bạch thầy, thầy thuyết pháp đây chúng tôi lớn nghe thầy thuyết pháp. Nói là chúng tôi về quy lo ăn chay niệm Phật tu hành làm lành đến dữ thì sống. Còn thứ hai mấy đứa nhỏ đó gì ngoài sao nó chết hết sao thầy? Nó đâu có biết thầy hỏi sao chết, tôi nói bà thầy nó có tu hành gì đây nó chết hết.
Tại nó không, nó đâu có chết. Nó chết hay là sống là tại nó ta cha với mẹ nó. Nếu tôi hỏi là thầy sao, thầy nói cha mẹ ráng tu hành á, thì lấy cái những đứa con đó sống hết. Mà cha mẹ nào không tu hành thì con chết hết. Và tôi cũng ngồi, tôi cũng suy nghĩ, không biết sao thầy nói, ta nói cho mày biết không? Ta nói ví dụ rồi mày hiểu á. Nếu mà cha mẹ làm giàu á, thì những đứa con đó đều có của cải mà hưởng hết. Còn cha mẹ nghèo hèn đó, lấy của đâu mà chia? Ngày nay á, họ có con á, những anh em nào có con đông đảo ráng lo tu hành niệm Phật, thì cái công đức đó ngày sau sẽ chia sớt cho con. Rồi bà con thấy lời nói của Đức Thầy đó. Ngày nay tôi cũng nhắc bệnh còn một đứa nữa. Cũng có lắm anh em than rằng những người trước kia đã gần gũi Đức Thầy, tu hành tinh tấn, cũng như ở đây xin lỗi nói gì chật. Thì mình thấy rằng ông là một nhà gương mẫu chung cho đạo đức, ngày nay ông chết rồi. Mà tôi, ngày nay tôi cũng nhắc nhở anh em, cái việc đó chắc được là bởi vì Đức Thầy có nói từ hồi trước á. Không biết sao Đức Thầy nói, ta nói cho mày biết nè, nói với anh em, tôi nói việc đời, ví dụ nó 30 năm, nói mày không biết, 30 năm đời mới tới nha. Mà bây giờ cái tuổi của mình á, theo thiên số định á, thì có 20 năm mình chết rồi, còn 10 năm nó mới tới đời. Mà tới chừng đó cũng sống, cái người nào ráng lo tu hành cũng sống coi đời được. Tôi nó bệnh Đức Thầy sống gì chết rồi, thương mục nát hết rồi, thịt giá hết rồi, lấy gì coi. Đức Thầy nói, mày biết thấy ông Tài không? Tôi nói bạch thầy, tôi có đọc truyện tôi vui, thấy ông có thấp thật nhiều công đó, ông có lẽ ông biến qua được. Thầy nói nè, thấp thật trăm buôn ngàn lần, sao được thật quần hồn quần xác cho mà coi. Nên nói, ngày nay tôi cũng thành thật với bà con, mình ráng mà lo tu hành, ráng mà ăn ở theo lời thầy tổ. Bởi lời Đức Thầy nói là vàng ngọc, là châu ngọc, không bao giờ thầy nói sẽ dịch. Nên là Đức Thầy nói khắp hoàn cầu đối xác thể hồn, tuy á, sự tu hành tinh tấn của mình mà ngày nay chưa tới cái đại hội, mà ngày sau chứ Phật cũng còn còn sống. Chứ còn có nhiều người á, sống á, mà tới việc là không còn. Nên ngày nay dầu cho chết trước mà không gặp mặt Đức Thầy, ngày đại hội chúng ta cũng có thể gặp Đức Thầy. Và tôi cũng kể luôn câu chuyện đó. Ở trước Đức Thầy ở nhà, anh em á, tới nghe thuyết pháp đông đảo rồi có khi Đức Thầy nói, tôi á, ra đời rồi tôi mở đạo cũng như mấy ông chú rọ, xây cái rọ, mới xây cái rọ bà người ta bổ chạy không à, sau tôi về đây nha bông lúc cần chạy không. Nên tôi nói đây là tôi nhắc lại anh em nên tin tưởng rằng Đức Thầy sẽ trở lại. Nếu như hồi nãy tôi nói rằng thầy nói coi qua tháng 5 bây giờ nước còn lớn còn rộng, dân còn dày còn khác, qua tháng 5, tháng 6 nước chảy xuôi con chiều, dân xuôi con mai, mà tới chừng đó nước xuôi tao về. Thì một là những cái chuyện tôi nói đó bà con thấy á, thế nào chúng ta không gặp mặt Đức Thầy. Vậy, trước đây tôi cũng thành thật để nói lên những tiếng nói của tôi, và đứng trước chân dung Đức Thầy cũng như Thầy có mặt tới đây. Những câu chuyện nó trên 30 năm rồi, tôi chỉ tóm lại những cái điều đại lược mà thôi. Còn những chi tiết nhỏ tôi không thế nào nhớ được. Kể tôi cũng thành thật kể lời sự thật. Quý vị đừng nghĩ rằng trong đây tôi sẽ là nói như vậy để mà tôi xây dựng cái uy tín tôi. Con người của tôi thành thử bà con đã theo dõi tới ba mấy năm rồi. Như anh em ở ngoài ông cứ tung không muốn không ham cái gì nữa. Hôm nay vì trước cái cảnh nó suy đồi của đạo giáo, kẻ tà sư á, nó đột nhập vào. Mà vì lẽ đó, cái cơ duyên của Phật Pháp đến đây, tôi được gặp gỡ anh em để nói lên những cái sự nguyện gì hiểu biết đó. Và tôi cũng nguyện với anh trên cho quý vị phát được cái lòng tự tin, tin rằng Thầy là đấng cứu thế, không còn ai ngoài Đức Thầy nữa. Đức Thầy là Đức Cha Cả. Đức Thầy có thể độ chúng ta trong cái giai đoạn này thôi. Ngoài Đức Thầy không còn ông nào hết. Vậy tôi có bao lời như lời. Trước khi dứt lời, tôi kính gửi đến quý vị ban tổ chức và toàn thể chư quý vị đồng đạo thân tâm thường đạt, thường lạc đạo quả viên thành. Nam mô. Tiếp theo đây tôi xin đọc bài Vọng Bắc Hòa Nam.
Nam mô A Di Đà Phật. Lâm sang rải đã rời ra giáo sông lai thân vậy mà tiếc soi bàn giới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra thấy đời ta cũng thiết tha chiến tranh ngoại quốc hằng hà lụy rơi bị danh lợi sẽ lời tình nghĩa mới tình dành soi sửa cùng nhau thôi thay mà chẳng núng nào tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi hạ quan lao khổ lắm ôi cố sao mới được qua đời trong lo bổn phận thao ngay trọn vẹn chừng lập đời không thẹn tánh thân câu quân lý tứ ân chạm vạn nếu chẳng dình vái đỏ đừng than chừng nào tiên sấm nổ vang thất sơn lo vẽ đền vàng bao thay chọn bên nước đôi mày trong đục nếu chần chờn lục đục trễ chân yêu đời ta dạy làm ơn lời ta khuyên nhổ như đàn ba nhà trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải thi hành phân tớ cho xong để sao đến việc lòng đông xa thân có thấy mấy rồng hội kia chữ trung tính chạm bia trước mộ người phương thờ đăng độ chúng sanh trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn cánh non bầm thì hẹn ngày kia chúng ham làm chức nắp nia ngày sau như thải vô địa quên
nay nhằm lúc đêm hôm vắng vẻ muốn tu hành lặng lẽ mà nghe thử yên lặng để về nó gái gái ít đều rõ mái tiếng con người khôn nghe nói ngẩn ngơ ngồi ngô nghe nói mãi ngờ cùng điên kẻ chẳng muốn tình duyên hay ghé cơ ta tu hành hãy biết làm chi hổ thai cho bậc tu mi thân mình chẳng vẹn vậy thì không lo để đến việc gian lưng mà chịu ai biết điều sớm liệu cho xong miệng sự thế nhiều âm kêu hãnh ta dạy đời chẳng rảnh mà tranh gió đường nhằm lúc đêm thanh lời ta dạy dỗ những dân tìm cho ra viết ít câu ngâm ngà thời thế ta khuyên đời như kế trường lương tâm thân nào nại gió sương thương yêu lại thân lo lường năm canh nếu ai muốn luận tranh đạo đức ta cho đời một bức thi ta hết gần rồi lại nói xa nói cho sanh chúng rõ mà người ngờ chi dân giới chúng còn ghi mãi mãi đạo tu hành nói phải mà nghe ngàn năm đạo lý vẫn quen bấy người thần tôn bài chè cùng thôi tình giới sánh ngoài môi nó tụng đạo phi tồi bay lùng gì đem ngọn chân lý bằng nay ta thương dân chúng lạc loài giống mặc ý ai ghét ghét định tâm thần xem xét thế nào dạy đời chẳng nể công lao khuyên người danh
lại cho rào làm mơ chi. Ngày sau đến việc sầu bi thương đời non mới làm thi quyền đời còn ẩn nhẫn đời đời chưa đến nên phải làm kẻ món người sinh. Nam mô